khu vực này anh Tiến có thể giới thiệu một chút được không? Chủ nhân muốn trồng 3 cái cây này trụm vào. Một cây thì làm chẳng nên non, mà 3 cây trụm lại thì nó sẽ lên hòn núi cao. À. Thì lúc đó là 3 cây trụm lại thì có một hòn đá đẹp. Hòn đá đây là hòn đá rất là quý mà nó đã là lũa. Trên ngọn núi là có một con đại bàng và 3 cái cây nó khép lại như thế. Cho nên nó có một cái tích nó rất là ý nghĩa và rất là nhiều người thích cái khu này. À, đây gọi là đồi đại bàng. Đồi đại bàng. Đồi đại bàng. Bởi vì cây này nó có một cái hình dáng của một cây trực mẫu mực. Tức là nó như ví như một bậc chính nhân quân tử, là đầu đội trời chân đạp đất. Nó hiên ngang lừng lững giữa trời ấy. Đây mới là cái cây mà ấn tượng luôn từ phía sau này. Chà, đến tận giờ phút này thì tại biệt thự Sen là cây này là cây có đường kính của gốc là to nhất. Cây này vanh của gốc là 371 cm, tức là đường kính là hơn 1 m, và cây có chiều cao là 6.8 m. Ui chà. Wow, tuổi đời nó rơi vào tầm khoảng độ 700 năm tuổi. 700 năm tuổi. 700 năm tuổi. Cây nhỏ nhỏ xinh xinh này là cây công chúa. Thế là đây là hoàng tử. Còn đúng đây rồi. Là công chúa. Đúng rồi. À, hay quá. Còn đây là đặt gọi là cây hiêu quỳ. Như đây à? Hiêu đang uống nước. Đấy. À đúng rồi, đúng rồi. Các bạn nhìn thử xem ở cái góc độ kia. Đấy, đây giống như là một cái cổ của con hiêu. Con hiêu. Đang uống nước. Đang uống nước. Đấy, và trên này là cái sừng. Cái sừng. Đấy. À. Có những con sai lên đến 1 m đấy. Wow. Như con trắng kia là 1 m. Ừ, đây con vàng này dài lắm. Đây con này to nhất này em. Con hồng này. Ồ. 1 m này. Đấy. Đấy. Coi nhật mà cứ 1 m một con như này thì các bạn xem. Đây. Đấy. À, coi bên này bạo đang, người này. Vẫn còn nhiều đang trẻ à, con. Trẻ con, đấy. Trẻ con. Đâm ra là rất là nghịch. Đấy. Ui, đây cũng đấy. Toàn bộ là coi nhật hết đây. 100% nhật hết. Nhưng ở đây nó nhiều chắc. Màu sắc. Nước này trong uống trực tiếp được. Thợ của anh nên là còn uống cả nước trực tiếp luôn. Đấy. Có thể tắm ngoài trời luôn này. Tắm này. đây là gọi là khoảng không gian để ôn lại ký ức của tuổi thơ. Minasan, konnichiwa. Akemashite, omedeto. Xin kính chào năm mới tất cả các quý vị khán giả của Nhà To. Vâng, đứng ở trong cái khuôn viên này, tôi có cảm giác như là đang đứng ở Nhật Bản vậy. Thế nên là vừa mới có một vài câu chúc mừng năm mới bằng tiếng Nhật Bản gửi tới cho quý vị khán giả. Hôm nay là một ngày đầu xuân năm mới và chương trình này, số này sẽ là một số đặc biệt nhân dịp đầu xuân Nhâm Dần 2022 mà Hoàng Đức và ekip của Nhà To muốn dành tặng tới tất cả các quý vị khán giả của Nhà To bằng một công trình có thể nói là tuyệt vời, ấn tượng và độc nhất tại Việt Nam, mà chắc có lẽ là chỉ có duy nhất ở trên Nhà To. Vậy nên quý vị nào còn chưa đăng ký, chưa share và like cho kênh Nhà To thì hãy ngay lập tức ấn like và subscribe Nhà To ngay đi. Bởi vì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá những điều mà các bạn sẽ không tìm thấy được ở bất kỳ một kênh khác. Xin giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là khuôn viên mà hôm nay Hoàng Đức sẽ dẫn quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng khám phá vào một ngày đầu xuân năm mới. Nhìn những cái khung cảnh ở xung quanh đây thì chắc hẳn là không ai nghĩ rằng đây là một căn biệt thự ở Việt Nam. Và chi tiết hơn như thế nào thì chúng ta hãy cùng với Hoàng Đức khám phá cái căn biệt thự này nhé. Và có một điểm thú vị nữa về chủ nhân của căn biệt thự này mà tôi sẽ bật mí dần dần cho quý vị các bạn sau khi mà chúng ta tham quan hết một vòng căn biệt thự này. Tôi xin được bật mí chủ nhân căn biệt thự này là một người rất nổi tiếng mà nhắc đến thì chắc hẳn là không ai không biết tên. Các bạn hãy đoán dần đi. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng vào bên trong để khám phá thử xem là bên trong căn biệt thự này thì có gì thú vị. Ở đây thì chúng ta có một cánh cửa màu đỏ để bước vào nhà mang phong cách rất Nhật. Ở phía trước nhà là một bến trên một cái dòng sông và có thể ngồi đây để câu cá thư giãn, chèo kayak hay là những cái trò chơi mà không có động cơ ở dưới nước. Và căn biệt thự này thì xin được bật mí là nằm ở trong khuôn viên của Flamingo Đại Lải ở Vĩnh Phúc, cách Hà Nội chỉ khoảng tầm 45 phút lái xe. Đây, chúng ta sẽ cùng vào bên trong để khám phá căn biệt thự đầy thơ mộng này. Đây, các bạn nhìn xung quanh đi. Khuôn viên ở đây thực sự quá tuyệt vời. Và trước khi mà vào bên trong căn biệt thự này thì tôi sẽ muốn dẫn quý vị chúng ta sẽ cùng đi khám phá ở khuôn viên bên ngoài trước cái đã. Đây,
Bạn thấy là ở đây tôi đang đứng ở ngay dưới một cái tán thông. Và bên này là cây gì không biết. Em chào anh. Vâng, anh chào chú. Dạ. Xin chào Hoàng Đức, kênh Nhà To. Anh anh cũng biết Nhà To luôn ạ. Anh là một trong những fan cũng hay thường xuyên theo dõi kênh Nhà To. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Dạ. Là em, chú đến chú quay đây. Vâng, em đang dẫn quý vị khán giả đi tham quan một vòng. Em chưa bật mí danh tính của gia chủ. Đấy, nhưng mà em hỏi một chút, anh là nghệ nhân hay là gì? Em thấy anh đang cắt tỉa anh cây cối. Anh là một người rất là may mắn là anh được phục vụ biệt thự, đây gọi biệt thự Sen. Dạ vâng. Anh được phục vụ biệt thự là đến giờ là 6 năm rồi. 6 năm rồi. Anh là chuyên, anh cũng là một nghệ nhân. Vâng. À là nghệ nhân anh luôn. Anh nghệ nhân và anh sinh ra phát triển ở làng nghề. Làng nghề hoa cây cảnh của Phụng Công, Văn Giang, Hưng Yên. Như anh có thể giới thiệu tên của anh để anh em tiện xưng hô được không? Anh thì anh tên là Hoàng Anh Tiến. Hoàng Anh Tiến. Vâng. Hoàng Tiến. Hoàng Đức. Vâng. Hay quá. Thế là anh Tiến là nghệ nhân, thế là tất cả những cái cây ở trong khuôn viên của căn biệt thự này thì chắc là anh Tiến cũng nắm rõ rõ đúng không anh? Ở đây thì gần như 100% cây là anh tỉa sửa và anh thực hiện là nắp đặt vào các view theo ý kiến của gia chủ. Ui hay quá, thế thôi. Hôm nay bắt cóc anh luôn để được. Anh có bận lắm không? Không, anh đang sửa cây thôi. À vâng, thế em bắt cóc anh một tí để nhờ anh giới thiệu thêm một chút về các cái khuôn viên cây cối ở xung quanh của căn biệt thự Sen này đi. Ở đây thì sau khi mà anh thực hiện thì đều có một ý tưởng hết. Dạ. Ở phần trước mặt em đây đó là khu vườn Việt. Đúng vườn à. Việt có nghĩa là tất cả các sản phẩm cây ở đây là sống ở thổ nhưỡng và sống ở quê hương mình. Wow. Còn ở bên phải chúng ta đây ấy, là cạnh cái ao Nhật, tức là hồ cá coi Nhật đấy. Dạ. Thì hoàn toàn 100% là những sản phẩm của Nhật, Nhật zin luôn. Nhật zin luôn. Và nó chỉn chu luôn từ viên sỏi. Đấy, chỉn chu cho từng cái cây. Dạ. Cây mini cho đến tất cả những cái cây ở đây là đều mang sắc màu của văn hóa Nhật hết. Rồi, thế là rồi. Anh em mình sẽ từng khu một đi để cho quý vị khán giả dễ theo dõi anh nhá. Okay. Thì chắc là mình người Việt thì mình cứ giới thiệu cái khu vườn Việt trước đi anh. Vườn Việt đây thì sẽ phân ra làm 3 cấp. Vì là lấy cái chủ thể là từ trong biệt thự nhìn ra. Cây nhỏ đứng đằng trước, cây nhỡ đứng thứ nhì và cây to đứng đằng sau. Và tất cả những cây ở đây thì đều được tinh lọc, được lựa chọn trực tiếp của những nghệ nhân Việt Nam. Anh cây này cũng là cây Việt hả anh? Đây là cây tùng Việt. Và cây này là một trong những cây rất là nổi tiếng. Hay nhờ. Cây này nó gọi có mang cái thế là cái tên cây là tùng ná. Nhưng mà cây này là thế trực huyền. Trực huyền. Và cây này ngày xưa đây chủ nhân sở hữu chính ngày xưa là của nghệ nhân Ba Duy, là một trong những nghệ nhân nổi tiếng của Việt Nam. Anh ở đất Hà Nội. Và sau đó qua một vài người thì sau đó bây giờ có duyên về với lại gia chủ. Cây này đã được huy chương vàng em ạ, huy chương vàng. À thế là đây là huy chương của cây hả? Huy chương vàng của festival ấy. Em lại tưởng là huy chương của anh chủ nhà anh. Đây, không? Đây là huy chương của hội sinh vật cảnh của festival của Việt Nam, mà nhất là hội sinh cảnh của Hà Nội. Chấm sinh điểm. Vật cảnh thủ đô lần một là huy chương vàng. Tổ chức ở Vin ấy. À. Tổ chức ở Vin ấy. Wow. Festival. Hay quá. Cây này thì nó rất là chỉn chu. Đấy, em thấy cây gốc bên này cũng hay này. Đây là cây Finao. Đấy, cây Finao cũng là một cái văn hóa Việt. Wow, cái cây này là cũng được qua rất là nhiều nghệ nhân. Và bây giờ thì nó rất là thuần rồi. Đấy, tức là thân đường thân rồi cút cành. Và cây bây giờ đã thả nước thì tức là rất yên tâm rồi. Không cần phải chỉ có đến thời kỳ người ta phải tỉa sửa thôi. Dưới này là đây nước. Là cái rêu, béo ông. Hay quá nhờ. Để nó giữ mát cho mặt nước. Tức là mặt nước nó không bị nóng. Vâng. Đấy. Đây là cây phi lao. Phi lao. Còn đây cũng là phi lao. Bình thường những cái gốc phi lao này là nó rất là cao lớn rồi đúng không anh? Mà những cái gốc này thì cổ những cái này chắc là tuổi đời cũng phải hàng trăm cây năm. Cây này nó phải hàng trăm năm rồi. Như cây này nó cũng khoảng hơn trăm tuổi rồi. Vâng. Đấy, rất là quý. Còn đây là con cây tùng Na Hán. Vâng. Và đây là như những cây me. Còn me mà cũng đấy, làm thế cái me này các cũng thứ hoành tráng nhá. Dáng huyền. Nó vừa hết quả đấy. Các bạn hãy hình dung là đây chỉ mới là bắt đầu thôi, có nghĩa là chúng ta đang đi từ thấp lên cao dần dần. Phần vui là phần hay là cứ càng ở sau. Nên các bạn hãy theo dõi một cách chi tiết để chúng ta sẽ khám phá thêm nhiều những cái cây thú vị nhá. Đây là những cây ăn quả, như nó là những cây hồng xiêm này, cũng rất giá trị. Đây là cây hồng xiêm hả anh? Cây hồng xiêm đấy. Ơi, đây là cây ăn quả đấy. Ấy chà, các bạn đã bao giờ nhìn thấy một cái cây hồng xiêm mà tạo thế như thế này chưa? Gốc à. Cây này là khoảng bao nhiêu năm tuổi ạ? Cây này nó cũng khoảng độ hàng trăm năm rồi. Ui, em ạ. Đây là thấy từ 2017 là nó đã 110 năm tuổi rồi. 110 năm tuổi. Xiêm cổ. Đây là cây này là biết được tuổi chính xác bởi vì mình mua của cái người mà người ta đã cho được cái thời gian trồng. Dạ.
Sau đó mình về mình sẽ tác động vào. Hay quá. Đặc biệt nhất là cái cây du này. Cây du này cũng là một trong những cái cây ngày xưa là đã có tên tuổi ở Hà Thành. Đấy, cây này có tên là Tam Đa Đại Cổ Não. Tam Đa Đại Cổ Não. Tam Đa Đại Cổ Não. Wow, em thấy là cây này là cây mà có đá ở trong cây luôn, đan xen luôn. Đây các bạn nhìn. Đấy, cái này một lát nữa anh quay phim sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn xem nhá. Ở đây có những đây cái phần này là đá này. Đây là cái mặt sau này, mặt trước nó đẹp hơn nữa. Rồi. Chà, hay quá. Đây là cây me, còn đây là cây lục vừng. Lục vừng luôn, đây nhìn cái gốc quá. Chà. Đây lục vừng. Ai chà. Cây lục vừng mà nó lên những cái nu là nó như cái mụn nhọt, như cái con ốc, cái đít của con ốc vặn nó ngược lên. Vâng. Nó lu lên như này có nghĩa là nó rất là nhiều. Rất là lâu năm tuổi. Là những cái sẹo nó co này. Vâng. Nó rất là nhiều năm tháng. Đây cũng thế này, đây cũng các cái mặt đá đan xen. Đấy, người ta để người ta thể hiện cái sự cổ kính của cây. Cổ kính. Vâng. Những cái đá này là giống như kiểu là phối vào thêm. Đấy, phối người ta ký thêm. Của các cụ ngày xưa là cứ hay đính vào để cho cây nó thêm cái phần mộc thạch. Tức là trong cây là mộc là cây còn thạch là đá. Mộc thạch là cây với đá thì nó có một sự hòa quyện. Giữa cái cây nó sống và cái đá nó là phần tĩnh. Thì tự nhiên tạo cho cây nó thêm cái phần nó phần hồn. Vào đây không biết là đi review ở khu nào trước, khu nào sau cho quý vị khán giả anh ạ. Bên này em còn thấy là đây có những cái phần này là phần đá ngọc này. Đây là những cái bức tranh đá. Rồi, nhưng mà thôi, hôm nay thì những cái bức tranh đá này là tôi sẽ để dành để cho chủ nhân của chính cái căn biệt thự này chia sẻ thì sẽ hay hơn. Đấy, anh Tiến là nghệ nhân về cây thì sẽ nhờ anh Tiến chia sẻ về cây đi. Rồi, mình chỉ chịu trách nhiệm về tất cả cái phần cây. Dạ. Anh ở đây là em thấy là hết cái khuôn viên vườn Việt đây rồi đúng không anh? Đây là sang từ phía này là toàn thấy tùng La Hán của Nhật này. Ông nó còn nhiều cái sản phẩm nó còn kinh điển hơn đấy. Dạ. Đang đây sẽ đi sang bên này đi. Mới là sự bắt đầu. Bên này lại các cái hoa này là hoa thời vụ hết thôi đúng không anh? Hoa này là để phục vụ Tết. Phục vụ Tết. Hồng cổ này. Đấy, vườn hồng bây giờ cũng đang ra hoa rất là tươi đẹp đây. Vườn hồng là mùa này là mùa hồng. Vâng. Cái khu vực này anh Tiến có thể giới thiệu một chút được không? Thực sự ra mà nói là khi chủ nhân là muốn thiết kế là có một cái ý tưởng nó rất là sâu. Dạ. Trước hết là chủ nhân muốn trồng ba cái cây này trụm vào. Một cây thì làm chẳng nên non, mà ba cây trụm lại thì nó sẽ lên hòn núi cao. Thì lúc đó là ba cây trụm lại thì có một hòn đá đẹp. Hòn đá đây là hòn đá rất là quý mà nó đã là lũa. Trên ngọn núi là có một con đại bàng và bên cạnh đằng chỗ Hoàng Đức đó là cây đại. Đây đây đúng không anh? Chủ nhân rất có nhã ý. Đây là cây đại. Đây là cây đại. Và cây đằng sau kia bên kia là cây vàng. Thì có nghĩa là kia là cây vàng. Vàng đúng rồi. Thế là đây là coi giống như là một cách để chữ luôn. Để lấy cây để làm thay chữ. Và cho người ta có những cái hình tượng. Đấy là cây đại và cây vàng thì đây là một đôi đại vàng. Dạ. Đấy. Và ba cái cây nó khép lại như thế, cho nên nó có một cái tích nó rất là ý nghĩa và rất là nhiều người thích cái khu này. Đây gọi là đồi đại vàng. Đồi đại vàng. Đồi đại vàng. Đồi đại vàng. Hay quá. Thế là em liên tưởng tới cái việc hình như là ở đây là mỗi một góc là đều là được gia chủ đặt cho một cái câu chuyện, một cái tên nhất định đúng không anh? Đây các bạn nhìn thấy nhá, đây xung quanh chúng ta sẽ nhìn cái khuôn viên này trước, chi tiết lại để sau. Bên này bên đây này là những cái đường dạo, những cái đường để đi dạo, đường dạo xung để quanh. Ngắm những cây xung quanh. Đấy. Ai chà, xung quanh đây nếu mà để review hết từng cây chi tiết thì chắc là cũng tốn thời gian đấy. Chắc nhờ anh Tiến dẫn em review những cái cây thú vị và đặc biệt nhất đi. Cây đặc biệt nhất đây. Mời chú Hoàng Đức lên đây. Chà, đây có cây thông to thế. Cây này là một trong những cây rất là quý và rất là mất nhiều công sức. Wow. Bởi vì nó quá khổ. Wow. Khi chuyển từ bên Nhật Bản về mà nó không hỏng được một cọng cành nào. Đấy. Và đây là một cây điển hình ở trên khu này. Đây, chắc anh em mình đứng ở đây để cho máy quay sẽ đứng ở đây cho dễ hình dung anh ạ. Đây là cây hình như là cây thông lá đỏ hay sao? Cây thông anh? Đỏ, đúng em ạ. Cây thông đỏ. Đúng, thông đỏ. Em thấy là cái thân của nó em cũng nhìn màu đỏ ra của nó, đúng không? Thế là cây thông đỏ này cũng là một trong những cái giống cây mà quý hiếm quý kể hiếm. Cả ở bên Nhật. Là người ta cần chuyển, người ta cần lưu giữ và người ta không xuất khẩu. Em thấy là đây hiếm. Là một cây thông đỏ mà có dáng trực đúng không anh? Trực đúng không? Thì bên này thì lại là một cây thông mà ba anh thân. Nhìn lúc nãy là lại thấy có ba thân. Đúng rồi. Thế thì giữa hai cái cây này thì có cái câu chuyện gì thú vị không ạ? Thực sự ra nói là gia chủ cũng đặt tên rất là ý nghĩa. Bởi vì cây này nó có một cái
thì hình dáng của một cây trực mẫu mực, tức là nó như ví như một bậc chính nhân quân tử, là đầu đội trời chân đạp đất, nó hiên ngang lừng lững giữa trời ấy. Thì và trong cái cây nó có cái độ cương, được thể hiện cái sự sức mạnh của một vị chúa. Thế là gia chủ mới đặt là cây này là cây chuông. Chuông. Còn cây này thì có sự mềm mại, vâng, nó rất ấm áp, thì nó phần nhu thì đặt là chú bà. À, thế là một cây ông, một cây bà. Một cây ông, một cây bà. Đấy. Hay đấy, quá. Cho nên là về nó thể hiện cho sự hài hòa, nhu cương. Đấy. Hay quá. Và cây cũng là một trong những tác phẩm mà gia chủ rất là yêu thích. Thì anh là người phục vụ ở đây thì anh cũng cảm thấy rất là phấn khích và rất là vinh dự là được phục vụ ở một biệt thự mà có những cái tác phẩm mới đẹp như này. Vâng. Thì vâng, sau khi mà qua mùa thu thì cái lá thông là nó hay thay lá. Vâng. Nhưng cái cây Nhật thì nó đặc thù, nó khác với cây Việt của mình là người ta không dùng kéo, người ta xén như thế này. Vâng. Cái cây Việt thì sẽ dùng kéo để xén. Nhưng mà cây Nhật thì sẽ chỉ dùng kéo, đầu kéo để chích những cành dài thôi. À. Và sẽ dùng tay để vặt hết cả lá đi. Vặt hết đi. Đấy, à, thì lại dọn vệ sinh cho cây để cây nó lại đơm một lượt độc mới khi xuân sang. Dạ. Với văn hóa Việt của mình thì là cầu mong là khi đầu xuân mới và cái thời tiết thuận lợi thì cây cối đâm chồi nảy độc. À. Còn đây là một trong những cái sản phẩm của cây Việt nhỏ đan xen vào để, vâng, cho đá nó thêm cái phần hài hòa. Vâng. Đây cũng là phần cảnh quan của biệt thự. Đây là lối đi cảnh quan ở xung quanh bốn bên. Đúng rồi. Đấy, đi ở xung quanh bốn biệt thự. Đi sang lối này đi. Đấy, ở đây là có một cái gara, gara để xe. Đấy, nhưng mà cái gara này thì đa phần là chắc là dành cho các anh em thợ thuyền nhiều hơn. Ở đây thì phần đằng sau này thì cơ bản là cây bóng mát, cây ăn, vâng, quả của Việt. Cây Việt đúng không anh? Đúng đây rồi. Nhưng mà đây. Đây thì là một đây. Đây. Xin mời các bạn. Đây mới là cái cây mà ấn tượng luôn từ phía sau này. Chà. À, đến tận giờ phút này thì tại biệt thự sen là cây này là cây có đường kính của gốc là to nhất. Cây này vanh của gốc là 371 cm, tức là đường kính là hơn 1 m, và cây có chiều cao là 6.8 m. Ui chà. Wow. Và cây này có cái tuổi đời nó rơi vào tầm khoảng độ 700 năm tuổi. 700 năm tuổi. 700 năm tuổi. Đấy là mình thì thực sự ra ở mình thì mình chưa được nhìn cái tác phẩm nó kinh khủng như này. Cây này tên là gì anh? Tên ở đây với ở biệt thự thì đặt tên cây này là Thái Thượng Hoàng. Nhưng mà sao lại em thấy là ở đây dọc Thái Thượng Hoàng này mà lại cho đứng ở ngoài cái vỉa hè chung của... Vỉa chung này bởi vì là gia chủ rất là người, một người rất là muốn chia sẻ. À, là vì coi như là cái cây này ở đây là thi thoảng những người mà đến Flamingo Đại Lải chơi là cũng có thể được vào đây để chiêm ngưỡng và chụp hình đấy. Còn ví dụ như là để ở phía bên trong khuôn viên của biệt thự thì nó sẽ khó. Đúng rồi, vâng, chỉ có gia chủ và khách của gia đình thôi. Vâng, đây là khu vực phía bên ngoài khuôn viên chung đấy của khu Flamingo Đại Lải. Bình thường thì đây đã là những cái cây quý mà trong nhà chỉ cần khoảng 2-3 cây này là đã chơi thoải mái rồi đúng không anh? Đấy, nhưng ở đây là để ở ngoài hết, là vì khuôn viên ở trong nhà là để chặt hết rồi. À. Đây kể cả cái lóc này em nhìn chọn cái hai cây hoa giấy nó như kiểu là lưỡng long. Vâng. Thì nó trầu vào chữ biệt thự sen. Đây là hai cây hoa giấy là hai cũng là rất là cổ rồi đấy. Cây này cũng phải hàng trăm năm tuổi. Cây này với những cái gốc như này cũng hàng trăm năm tuổi. Sau đấy, khi bứng về và làm thành hai bên là hai cái cây tán tầng. Đây là ở dưới đây là sẽ trang trí hoa. Mọi người là đang trang trí hoa trang để trí hoa. Chơi ngày Tết đây. Để phục vụ Tết. Đấy, các bạn đã thấy không khí Tết ngập tràn cái video này chưa ạ? Đây, xung quanh đây là đang trang trí hoa hết hai lối đi. Đây là hai chậu trà. À, hai chậu trà hai bên. À, rất là hay. Đi anh, chúng ta sẽ tiếp tục dẫn quý vị khán giả đi một dọc ở đây đi. Đấy. Đây bên cạnh cây Thái Thượng Hoàng nó cũng là một cái cây này, gia chủ cũng đặt tên là cây hậu. Cây này cũng là một trong những cái Thái hậu à anh? Cây hậu. Hậu. Cây Thái hậu này ở mé đằng sau. À. Đây là cây hậu, bởi vì cây này tương xứng với cả cây vua ở trong. À. Đấy thì cây này nó có độ mềm mại. Còn cây vua thì lại có một cái đứng ở chữ vương. Vâng. Đấy. Đấy, đây các bạn nhìn chiêm ngưỡng cái tuyệt tác tác phẩm này xem. Thực sự ra mà nói là một cây thông mà nó có nhiều tay thì hoặc nhiều thân thì cũng đã là hiếm rồi. Vâng. Nhưng cây này nó có một cái đặc biệt ở cái cây là nó chỉ có hai tay và một ngọn. Đúng rồi. Đấy. Hai tay ở hai bên. Chỉ có hai tay, một cái tay chuốt, một tay phóng. Vâng. Và một quả phúc ở trên. À. Nó có một cái hai tay một ngọn. Thì thực sự ra mà nói là đứng ở chữ tam. Mà ngày xưa các cụ ở Việt Nam thì lại rất quý cái cây mà nói rằng là cái cây mà làm được hai tay một ngọn thì cực kỳ khó. À. Mà cây này thì nó đã nhiều trăm năm tuổi rồi. Đấy thì vậy thì những cái cây này nó có, mà trong cây nó có rất nhiều điểm khó. Cây này cũng là một cây phải nói là rất là quý. Mà nhất lại là thông thì lại càng hiếm nữa. Đấy.
quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Không biết là các bạn đã bao giờ được chiêm ngưỡng những cây thông như thế này chưa? Cây này gọi là cây thông đen của Nhật anh nhỉ? Thông đen đấy em ạ, nón thông đen. Mà cây lớn như này nhưng không để ở trong khuôn viên của nhà, thế mới chơi. Để hết ở bên ngoài. Chứng tỏ là gia chủ cũng rất là muốn chia sẻ những cái cảnh đẹp, cây đẹp của mình tới cho nhiều du khách mà đến Flamingo Đại Lải nữa. Toàn bộ những cái hoa này là sau sẽ để ở đâu anh? Cái hoa này anh sẽ trang trí ở trong và trang trí ở các cái điểm mà để nó phục vụ cho cái cây như cây chợ thời, phục vụ cho các cái dịp như đại lễ, như chuẩn bị cái Tết Nguyên Đán. À, đấy, đây là một cây tùng thì cũng quý em. Đây, bạn xem. Đấy. Chà, cây tùng này dáng huyền mà phủ chéo ở đây xong lại có nguyên cả một bộ bàn ghế ở đây nữa. Một bộ bàn ghế này cũng rất là quý. À, bàn ghế này là đây em còn thấy là gỗ ở đây nhưng mà lại có đá này, là đá chắc hẳn là đá tự nhiên ở bên trong đây đúng không anh? Tất cả tự nhiên 100% luôn. À. Có một cái phần ta tạo tác này thêm cái hình cây tùng này. Dạ. Là mình làm thêm thôi. Còn hòn đá và tất cả cái phần lũa này là nguyên bản hết. Wow. Đấy, tất cả là nguyên bản hết. Đây thế là có nghĩa là đá tự nhiên đây cắt đúng rồi. Một cái mặt. Mình chỉ cắt mặt đúng không? Ừ. Đấy. Và đúng. Nó này cái bộ này nó rất hợp với cả cái cây này. Dạ. Cây này cũng là một cây nó rất là quý. Chí nào ăn kẹo vẫn còn ở đây, mình đút túi. À. Buổi chiều thư giãn ngồi ở đây, xong rồi kể cả những cái góc như này du khách đi xung quanh cũng có thể dừng vào chân và để chụp ngồi, ảnh. Chụp ảnh. Ở đây là một cái cổng phụ này để vào ngắm cái vườn hoa anh đào. À đây, chúng ta sẽ đi vào cổng phụ đi, là vì nãy giờ các bạn thấy là tính ra thế là căn biệt thự này là có tới 4 cổng để vào khác nhau. Rồi. Và có 1, 2, 3 mặt tiền. Đấy, chúng ta sẽ đi vào ở một cổng bên hông. Đây. Đây là một vườn đào. Đây là đã ra lộc rồi này. Nguyên cả một dọc bên này là ra lộc rồi. Còn bên này thì đang nở hoa này. Đấy, không khí Tết là đã tràn về rồi. Đây mới là không gian chính của vườn Nhật. Không gian chính của vườn Nhật. Nhưng đây là một cái góc chơi riêng của gia chủ. Dạ. Tức là gia chủ rất thích hoa anh đào. Ừ. Cho nên là gia chủ làm một cái vườn hoa anh đào riêng. Còn bắt đầu từ đây chỗ cạnh Hoàng Đức thì chỗ đó sẽ là một sân của vườn Nhật. Vườn Nhật riêng. Vâng. Còn phần này là phần đất. Vâng. Đất đấy. Có nghĩa là để phục vụ cái đồi hoa anh đào. Dạ. Đấy là những cái dữ kiện để cho quý vị khán giả có thể tiếp tục đoán xem là chủ nhân của căn biệt thự này là ai. Đấy, thích hoa anh đào này. Thích cây Nhật và cũng có liên quan tới cả người Nhật luôn. Đấy. À. Đây là ngay góc này là một cây thông. Cây thông cổ thụ. Hai cây hai bên. Ở đây là hai cây hai bên và ở đây là ba cây thông. À. Ba cây thông thì đối xứng với ba cây Na Hán. Tức là có một cái ý nghĩa. Tức là cây vua ở giữa. Chỗ đằng bên cạnh Hoàng Đức đây là cây vua. Đây là đặt tên là cây vua ấy. Cây vua. À. Bởi vì cây này có một hình dáng của một con rồng. Thì là vua ở đây sẽ làm một cái như kiểu một cái ngai để vua ngự toàn hoàn toàn bằng đá Nhật. À. Ở đây rất là chỉn chu. Tất cả những viên đá này là đều là mang từ Nhật về hết. Ồ, đá này là mang từ Nhật về hả anh? 100% từ Nhật về hết. Cái đá Nhật này thì nó khác gì với những cái đá ở Việt Nam mình anh? Cái đá Nhật này thì nó có một cái, tức là nó có một cái màu xanh. Tức là khi mình có cái thời tiết mưa là nó đổi màu. À, mưa là lại mưa, đổi màu. Bây giờ mình chỉ cần dùng ít nước thôi là màu nó đổi đi. Toàn bộ cái phần đá ở dưới đá này đây đá cũng sỏi. Là đá sỏi này, của Nhật anh? Cái này nó có một cái là nó không sắc. Đây gọi là sỏi Nhật. Nhưng mà cái này là cũng là mang từ Nhật về luôn. Mang từ Nhật về luôn. Cầu kỳ nhá. 100%. Và em thấy có một cái đặc thù rất tuyệt vời nữa là ở đây nhá. Ở đây không dùng cỏ. Mà hoàn toàn dùng bằng rêu. À, rêu rán thì nó giữ ẩm. Rêu này là nó giữ được ẩm tốt hơn đúng không anh? Và nó không ăn hại đất. À. Nó lại còn nó còn rất là mềm. Nó rất là mềm. Ừ. Nó làm cho cái độ ẩm của cây là thứ nhất là nước nó không bị mất và nó giữ được và cây đất nó không bị sát. Không bị hại. Và nó sạch. Là hay. Các cái tảng đá ở xung quanh đây là cũng là đem từ Nhật về. Mang anh. Từ Nhật về. Tất cả là mang từ Nhật về. Cầu kỳ nhỉ. Công phu quá. Ở ngoài đây, kia còn... để mà có một cái khuôn viên để mà chơi và hưởng thụ như thế này thực sự là rất là công phu. Phải nói là mất rất là nhiều năm, mất rất nhiều thời gian. Đây cái góc này thì mới gọi là đúng gọi là của Nhật luôn đây đúng không anh? Nhật. Đấy. Ở trên này là có một cái chiếu nghỉ.
đây là gọi là một cái lầu Nhật. Thì ừ, đúng ra ở đây là sẽ cần cần có thêm một cái bộ bàn ghế bằng da để ngồi hưởng trà. Có, nhưng mà vì là chú sợ hỏng, thế mà là gia chủ nó cất đi. À, khi nào có khách thì mới mang ra để có khách để mới mang ra. Ờ, vì nó bộ bàn ghế quý. À, hôm nay để thưởng trà đây. À, đây, đây các bạn xem đây, đây đây là coi Nhật chính chính hãng 100% luôn. Đây đá cá cây. Đây có những con size lên đến 1 mét rồi. Wow, như con trắng kia là 1 mét. U, đây con vàng này dài lắm. Đây con này to nhất này em, con hồng này 1 mét này. Đúng rồi. Đấy, đấy, con đấy là 1 mét rồi. Đấy, coi Nhật mà cứ 1 mét một con như này thì các bạn xem các tiểu cảnh. Những cây thông mà để ở cạnh cái hồ coi này, em cảm giác là đều được tính toán rất là kỹ nhé. Đúng rồi. Về từ cái độ cao để cho nó có cái độ phủ xuống phía dưới. Ở đây vì là ở kia là cây vua. Dạ. Thế là gia chủ mới đặt cây nhỏ nhỏ xinh xinh này là cây công chúa. À, đây là công chúa. Công chúa bởi vì là rất là đáng yêu. À. Đấy, trông nó rất là kiểu lũng lịu, trông nó rất kiểu là đáng yêu. À. Còn cây này có cái sự rất là mạnh mẽ như mà này, trông thì có vẻ là mềm nhưng có cái sự mạnh mẽ. Dạ. Trước cái thác nước này và bên cạnh đây và cạnh cây công chúa, cây này là gia chủ đặt là công tử. Công tử. Công tử. Hoàng tử đấy, hoàng tử. Hoàng tử và đây công chúa. À, hay quá. Nó có một cái sự rất là hài hòa. Thế là đây là hoàng tử. Còn đúng đây rồi, là công chúa. Đúng rồi. À, cây hoàng tử quá này mà ta nhìn từ đây lên thì thực sự ta nhìn thì tưởng là rất là mềm. Dạ. Nhưng nó có một cái sự mạnh mẽ và nó có một cái rất là quý tộc. Hoàng tử, công chúa. Thế bên kia là gì anh? Bên kia là một cái cây tùng La Hán để tạo, để phụ cho cả cái hồ coi. Dạ. Và cả cái lầu. Cây đấy nó là dáng bay, nó dáng hồ coi, người ta gọi là dáng hoành. Nhưng mà ý em là bên cái cây đấy thì tên gọi là gì? Cây đấy thì ở bên đấy thì chú cứ gọi là cây đấy gọi là cái cây quan văn. Quan văn. Vâng. Thế là đang kiểu gì cũng phải có một cây quan võ nữa. Đây quan văn có. À. Thì cây đấy là để giả sử như quan văn để dạy dỗ cho đây, như quan võ đây gọi như cây này với cây này gọi là gọi là hai quan võ là ở đây. Vâng. Gọi là để trông coi và bảo vệ vua chúa rồi hoàng tử công chúa. Hay quá. Còn đây là đặt gọi là cây hiêu quỳ, như đây con hiêu đang uống nước. Đấy, à đúng rồi, đúng rồi. Các bạn nhìn thử xem ở cái góc độ kia. Đấy, đây giống như là một cái cổ của con hiêu. Con hiêu đang uống nước. Đang uống nước. Đấy, và trên này là cái sừng. Cái sừng đấy. À, coi bên này, coi bên này là hình như là bé hơn đúng không anh? Coi bên này size nhỏ hơn. Nhưng mà coi này thì rất nghịch. Có khả năng là ta chỉ cần vỗ tay cái là vào rất là mạnh. Đấy. Đấy. À, coi bên này bạo đang, người này. Vẫn còn hiểu, đang trẻ con. Trẻ con, trẻ con. Đâm ra là rất là nghịch. Đấy, cũng có đồng chí là rất nhanh lớn. Ui, đây cũng đấy, toàn bộ là coi Nhật hết đấy. 100% Nhật hết. Nhưng ở đây nó nhiều màu sắc. Người chả 100% là coi Nhật hết. Tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Đấy. Chúng sang bên kia cầu còn có một cây thừa tướng. Cây đấy thì thực sự ra mà nói là cây đấy nó cũng là một cây đẹp. Cái điểm nhấn ở trong khuôn viên Nhật này thì em lại thấy là cái cây cầu rồi cái đúng cửa rồi. Đúng rồi. Đều được sơn màu đỏ. Đúng rồi. Đấy, mang nhìn vào một cái là đã thấy cái chất Nhật ở trong đấy rồi. Thế là đây là tạo thành một cái thác nước, suối, dốc rách, dốc rách. Dốc rách. Và ở đây là ngăn hai bên luôn. Ngăn hai ao. Ừ. Cái nguồn nước thì lại lưu động, lại lấy từ dưới lại chảy lên trên. Luân chuyển. Xong vâng, trên lại chảy xuống dưới. Vâng. Đây anh sẽ thử cho em thấy cái màu của đá nhá. À đây, đây anh, đá anh, đây. Anh sẽ bật rồi, cái vòi nước lên. Vâng. Xong anh sẽ bật nhỏ lên thì em sẽ thấy được cái. Cái đá này nhìn hình thù cứ như là một con cá sấu hay sao anh ạ? Đúng rồi, chính xác đấy. Đúng không anh? Đúng rồi. Đây bên này là đầu cá sấu này. Đây nó như một con đây cá là sấu. Cái... Đây anh sẽ thử nhẹ lên. Rồi. Khi bây giờ em thấy màu đá đang như thế này. Rồi. Anh chỉ cho một xíu nước vào cái này em thấy cái màu đó nó sẽ khác ngay. Nó chuyển sang một màu một à, đấy em thấy không? Đấy. Nó đậm lại và nó đúng rồi. Đây là lại, nó đặc trưng của đá Nhật. Và cái màu của nó rất là ấm và nó không bao giờ mất cả. À. Đấy, anh bớt lại phần khô nhá. Vâng. Xong rồi em thấy đây. Đấy. Đấy, màu đá nó khác hẳn. Thế là lúc mà trời mưa là đá nó sẽ chuyển sang màu này. Như này. Đúng rồi. Đấy. À, đấy nó khô rất là nhanh. Và ở trong đó nó rất nhanh khô, nhưng ở trong đó nó có những cái vân.
À. Dạ, nó có những cái vân trắng này, tí ra ngoài kia có một hòn nó đặc trưng cho như kiểu cảnh thủy mạc ở bên Nhật ấy. Dạ. Thì cái này là nó cũng là một đất nước nó thể hiện cho cái màu sắc của cái nơi nó nhiều núi lửa. À. Dạ. Mà ở đây em thấy cũng có rất nhiều các cái cây tiểu cảnh nhỏ nhỏ ở đây. Đây là khu này khu bonsai. Vâng. Khu bonsai. Khu này là bonsai để phụ họa. Bởi vì ở dưới cái nền của khu bonsai này đó là một cái bể lọc nước. À, ở dưới đây là ở bể lọc nước bể để lọc cho nước, cá coi. Để phục vụ hai cái hồ cá coi. Rồi. Hai hồ cá coi. Cầu kỳ quá. Đấy. Đây là cây quan văn đây. Cây này cái dáng nó bay nhờ anh nhờ. Có những cây dáng như này chứng tỏ là gốc rễ của nó phải rất là chắc. Nó đâm sâu xuống phía dưới thì nó mới bay, nó trụ được như này. Đấy quá. Đây ở đây em thấy có cây thông bên này cũng đẹp. Cây thông này cũng là cây Nhật và cũng là phục vụ hồ cá coi. Đây em thấy như mùa này thôi lá nó chưa tốt. À. Mà em đã thấy nó mát như này rồi. Rồi. Thì đến cái mùa nóng là cá sẽ nhiều, cá sẽ nghỉ ngơi ở đây. Rồi. Thì có nghĩa là xây nhà nhưng mà đã nuôi cá lại cũng phải xây thêm cái góc để cho cá nghỉ ngơi. Hay quá, mà tìm được những cái cây dáng bay như này rất là hay. Nó rất là khó. À, ở đây còn thêm một tình tiết nữa. Đây, tôi đang nhìn thấy đây. Sẽ để gợi ý thêm cho quý vị khán giả đoán thêm. Đấy là ở trước cửa nhà thì có hai cái bức tượng. Đây là một bên là hình con khỉ. Được. Một bên là hình một chú chó. À, cái này để bật mí luôn cho quý vị khán giả là đây là tuổi của gia chủ. À. Đúng không anh? Đây là của tuổi của ông. Tuổi của chồng. Đấy. Bên này là tuổi của vợ. À, tuổi của chồng. Đấy, còn đây là tuổi của vợ. Đấy. Đấy, vẫn có cây cau ở trước nhà này. Đấy. Bên này là còn thấy có cả hoa súng nữa này. Đấy. Chạy dọc ở đây. Bởi vì là phu nhân của gia chủ là một người rất là có tâm. Đây là phòng thờ. Thế cho nên là ở cái phần nước này không cho động. À. Mà cái khu nước này để trồng súng để cho tĩnh. Rồi. Đấy, cho nên mới ngăn lại, trước là nó chảy. Nhưng mà bây giờ là ta sẽ ngăn lại để trồng súng không thôi. Thì đáng nhẽ là cái hồ coi Nhật nó sẽ chạy xung quanh nhà. Rồi. Nhưng mà vì phần trước ban thờ này cho nó tĩnh lại. Và ở trước cửa cạnh Hoàng Đức đây là cây mẫu đơn. Rồi. Đấy, trồng xuống đất, trong đó một số cây hoa lúp xúp. Đấy, vì ở trong nhà đây là gian thờ cho nên là dùng cái không gian tĩnh đấy. À, có nghĩa là tất cả các cái cây cảnh ở đây thì cũng đều được tính toán. Đều được tính toán rất là kỹ. Tính toán rất là kỹ. Và là rất là chính xác. Còn đây là hồ cá Việt. À, đây đấy. Là hồ cá Việt này. Ê, Hoàng Đức vỗ tay này chạy vào. Nhiều. Ui chà. Đây, anh quay phim mà quay ở góc này thấy ui chà. Cá Việt. Nhiều chưa? Lên luôn. Đấy. Thế là vườn Việt thì cá Việt. À, thử vỗ tay cái nhá. À, không quen nghe tiếng vỗ tay của em hay sao anh? Không, nên nghe. Chắc là ăn no rồi. Ăn no rồi. Và ở đây thì anh thấy là xung quanh đây có tượng của 12 con giáp đúng không anh? Đúng rồi. Đấy, chạy dài ở xung quanh luôn. Biệt thự. Đây là một cái giếng đã ong. À đây, trong nhà vẫn lưu giữ được một cái giếng ở dưới con nước đầy đủ luôn. Đây. Đây. Ở gầu đây. Đây, anh em mình múc rửa lên. Nước này mát lắm. Ôi. Nước này trong uống trực tiếp được. Thợ của anh nên là còn uống cả nước trực tiếp luôn. Đây. Đây. Đấy. Đấy. Cái này là lưu giữ cả những cái giá trị mà truyền thống lẫn nước cả hiện đại luôn. Nước này mát cực kỳ luôn. À, để em thử xem nào. Mà chú Đức thấy không có mùi gì cả. Đấy, ngày xưa là ở nhà tôi, thời tôi còn bé là cũng có một cái giếng ở trong nhà. Và nó là những cái văn hóa cổ của người Việt Nam rồi. Đấy, đây vẫn có một góc là đây là một cái khế. Đấy. Có thể tắm ngoài trời luôn này. Tắm này. đây là gọi là khoảng không gian để ôn lại ký ức của tuổi thơ. Đấy, còn bên này là vẫn có cái khoảng ghế ngồi hàn huyên tâm sự hai vợ chồng. Cái này là mỗi khi mà vừa là cái giếng ý nghĩa, vừa là tắm rất thực. Dạ. Sau khi mà gia chủ mỗi lần mà đi ra hồ bơi vào mùa hè. Xong đó lên đây là mặc quần múc nước giếng tắm ở đây luôn. Đấy, hòa trắng tắm luôn. Đấy. Rất là hay, và ở đây là dưới bóng cây khế. À. Vẫn giữ lại trong cái không gian nó rất là đặc trưng rồi, nhưng vẫn còn muốn lưu giữ lại những cái ký ức của hoài niệm. Vâng. Thực sự là em thấy những cái không gian như thế này
là những cái nơi mà để cho các gia chủ có thể nhớ lại những cái khoảng thời gian của tuổi thơ. Đúng đặc rồi. Biệt là những người mà có thể là xuất thân từ ở quê rồi hai bàn tay trắng làm ra, làm nên giống như là chủ nhân của căn biệt thự này. Đúng rồi. Hoàng Đức là rất là tinh tế khi nhận thấy điều đó qua cái khuôn viên và qua cái cảnh quan của biệt thự. Vâng. Gia chủ còn có những một cái điểm mà liên quan đến tâm linh rất là tuyệt vời. Vâng. Chắc chắn rằng sau này thì cũng mong Hoàng Đức cũng sẽ chia sẻ với lại cả khán giả. Dạ. Về cái một cái không gian riêng đấy. Vâng. Thì hôm nay cho anh được xin phép là anh chỉ bên cây thôi. Vâng, nhưng mà đấy thì nhờ anh Tiến chia sẻ về cây. Ừ. Còn ở phần 2, ở phần tiếp theo thì rồi. Em sẽ đích thân mời đích thân gia chủ là sẽ xuất hiện và cùng rồi. Chia sẻ thêm. Đấy. Ở phần 1 này thì em cứ muốn để dành những cái điều thú vị tiếp tục để cho quý vị khán giả có thể đoán. Đấy, không biết thì xem đến đây thì đã có quý vị nào đoán ra được chủ nhân của căn biệt thự này chưa? Chúng ta lại đi thử một vòng, dạo một vòng ở bên ngoài của cái mặt này đi. Quá tuyệt vời. Phía bên ngoài này cũng cực kỳ tuyệt vời. Đấy, ở bên đây em thấy là cũng có một cái rất là đặc biệt. Đặc biệt là khi cái cổng Nhật này thì có hai cái bát đá ở hai bên. Nó không những tiện, nó không những vấn đề phong thủy mà nó còn rất tiện cho những người phục vụ mà có khi cần muốn rửa cái tay. Ừ. Đấy, và nó cũng thể hiện một cái sự tụ thủy ở ngay tại cổng này. Có là một cái, và bên đây là hai cây trà. Và đặc biệt Hoàng Đức thấy rằng là ở cái cây mà lên trên cổng này ấy thì nó có một cái hình rất là giống con hạc. Thế người ta gọi là hạc lập, thì ở trên cái trống đồng của Việt Nam mình là hay có hình con hạc. Dạ. Và cái cây này nó gần như sinh ra để nó phục vụ cái cổng này. Còn đâu là những cây nhỏ này xung quanh, vừa là trang trí xung quanh biệt thự nhưng mà nó lại là như những cái vị lính ngự nông quân ấy. Vâng, để vâng. Bảo vệ quanh lâu đài. À, thế là đây là dọc này gọi là ngự lâm quân. Những chú lính. Hay quá. Đấy, ở trong là vua là chúa rồi. Vâng. Thì ở ngoài này phải lính. Đấy. Đấy, ở đây này em thấy là tất cả các cây sắp đặt là nó gần như có một cái tích của nó hết, có một cái ý nghĩa hết. Ở những phần đồi này nó gần như là một cái giải đồi. À. Một cái giải đồi, và ở trên đồi này em nhìn thấy có hình giống hình khẩu pháo không? Đúng rồi, em đang định bảo ở đây giống như kiểu là cái khẩu pháo dương lên đấy, là khẩu pháo. Bảo vệ đấy. Thì đây giống như kiểu pháo đài để bảo vệ biệt thự. Hay quá. Đây, cái này nhìn như là cái đầu sư tử, đây là cái bờm. Đúng rồi. Đây là cái bờm. Đấy. Đấy, cái bờm. Mắt đây. Đấy. Hay quá. Viên đá này rất là quý. Đấy, nhưng mà về đá thì phải để đích thân gia chủ nói thì đúng rồi. Thì mới lại cái này thì anh cũng không có kiến thức nhiều. Dạ. Hay quá. Nhưng mà anh, tất cả những cái cây tùng La Hán ở trong căn biệt thự này thì em nghĩ là cái việc mà đưa được nó về đây cũng rất là khó khăn, đúng không? Đúng rồi. Như anh Tiến là người chăm sóc thôi, đúng không? Đúng rồi. Thực ra thì anh cũng mới được chăm sóc cây Nhật này được rơi vào khoảng độ 3 năm nay thôi. Dạ. Và anh cũng bén duyên thì cũng là nhờ gia chủ. Thì trước đây thì anh chỉ yêu cây Việt thôi, nhưng sau đó là cái cây này thì anh được quyền lựa chọn thôi, cũng lựa chọn qua hình ảnh thôi. Dạ. Và tham kiến mấy lại gia chủ thôi. Chứ còn những cây này là thực tế ra nói là có một người anh cũng ở Việt Nam, cũng là một trong những nghệ nhân và là người Việt mình, nhưng mà rất có kinh nghiệm cũng như là yêu cây Nhật. Dạ. Thế anh ấy làm cái công tác là trung chuyển. Đấy, anh ấy mang từ Nhật về giúp gia chủ. Dạ. Đấy, tức là ở Việt Nam mình không ai không biết đến anh ấy cả. Đấy. Hình như là đang xử lý cái cây ở bên kia ấy, đúng không anh? Đang em thấy bóng dáng của một người anh quen thuộc bên phía bên kia và cũng đã từng xuất hiện ở trên nhà tao rồi. Đúng rồi. Đây, anh em mình sẽ sang bên đấy một tí. Em thấy cái cây ở bên góc này cũng cây đấy là... cây mà Hoàng Đức sau đây sẽ sang đó là một cái cây mà hiện tại cho đến thời điểm này ở biệt thự sen đó là những cây khủng nhất. Đấy, xin lỗi. Và cây đấy sẽ là cây đẹp nhất. Hết sức xin lỗi quý vị khán giả là bởi vì đúng ra theo như dự tính của anh em chúng tôi thì anh em tôi ăn trưa xong là sẽ thực hiện được nốt cái cảnh cuối này ở cái cây chúa đảo ở đối diện đây, nhưng mà ăn xong cái thì mưa luôn. Thời tiết ở đây nó buồn cười anh nhỉ. Thời tiết ở đây nó thường xuyên như thế, đang nắng thì đổ cơn mưa đấy, mà mưa xong lại mọc thêm được một cái cây hoa đào ở đây hoành tráng đấy các bạn đấy. Trong lúc anh em tôi ăn trưa một cái là thay đổi bao nhiêu thứ luôn. Và chính ra như thế lại hay. Có nghĩa là vừa được tham quan cái khung cảnh của ngày nắng lẫn cả lúc mà nó mưa luôn anh ạ. Được rồi. Đấy, có nhiều cái thay đổi đây. Đây mới là cái hay ho mà
anh em chúng tôi để dành đến phần cuối để dẫn quý vị khán giả đây. Đây, cái cây này mới đây. Và đây, đây là cái anh mà nãy giờ anh em chúng tôi úp mở mở đấy. Chào Hoàng Đức. Chào anh. Chào quý vị khán giả. Đấy, các bạn có nhận ra là nhân vật đứng cạnh tôi là ai không ạ? Đã từng xuất hiện ở trên nhà to nhiều rồi. Mà sao trời mưa gió như này mà các anh vẫn đứng để xử lý cây này hả anh? Chắc anh em mình đứng sang sang một tí cho Hoàng Đức ạ. Dạ. Cây này thì vừa mới về được Việt Nam vào chiều ngày hôm qua. Dạ. Thì cũng rất may cho chủ nhà, cũng may cho tôi là cây về là gặp trời mưa, mà cây mà gặp trời mưa cũng giống như là chủ nhà gặp thêm được lộc. Và cũng là cái mà rất là may mắn là anh em chúng ta có mặt ở đây. Tuy là trời mưa thì nó có hơi bẩn một chút, nhưng mà vì tác phẩm như thế này. Và giới thiệu với Đức cùng quý vị khán giả, đây là một cây thông có tuổi đời tầm trên 300 năm tuổi. Vanh gốc của nó là 185cm. Kinh nhỉ? Cây có chiều cao, cây có chiều cao chỉ 4m thôi. Nhưng tay tán và đồng thời cái cốt cách của cây này nó đặc biệt hơn tất cả các cây thông khác. Mà cái vanh gốc mà đường kính tới 185 đến 190cm như này hiếm có ở Việt Nam. Mà đây là cây thông Nhật. Chiều hôm qua các bạn là về đấy, vừa hôm nay được chứng kiến cả ở trong vườn kia là những cây mà đã gọi là hoàn thiện xong. Còn bên này là một khu mà chủ nhân đang mới gọi là đang trong cái quá trình hoàn thiện, đúng không anh? Em thấy là xung quanh còn rất nhiều các cây khác nữa, nhưng mà ở dưới gốc là vẫn đang còn chưa có phủ gọi là rêu và thì trời mưa to nên là tôi cũng cho anh em công nhân vào nghỉ ngơi để giữ đảm bảo sức khỏe. Vâng. Sau đó thì tiếp tục là ngày mai tại giáo thì anh em hoàn thiện để cho chủ nhà bàn giao chủ nhà để vâng. Chủ nhà đón hay Tết. Hay quá. Vâng. Yeah. Thế là hôm nay các bạn xem nhà to là đã được chứng kiến rất nhiều các cái công đoạn tỉ mỉ để chơi được một cái cây như thế này thì nó tốn nhiều công sức như thế nào. Gần như là tất cả các cây Nhật ở đây là anh Thành cung cấp đúng không anh? Khoảng 90%. 90%. Đấy, còn lại 10% những cái cây nhỏ nhỏ thì thôi không tính. Vì chủ nhà rất là yêu thích Thành cho nên là có những cái cũng là mát tay. Dạ. Cũng là cái duyên để được phục vụ chủ nhà những cái cây mà chủ nhà rất là kỹ tính. Dạ. Và tôi cũng chọn những cái cây mà được chủ nhà cho là ưng ý. Vâng. Đấy, hay quá. Rồi, rất là cảm ơn anh Thành. Vâng, cảm ơn anh. Anh lại tiếp tục công việc nhá. Không phiền anh nữa. Dạ. Vâng. Cảm ơn. Thế, rất là hay. Cảm ơn cả anh Tiến ạ. Rồi, dạ. Cảm ơn hôm nay rất là cảm ơn anh. Cảm ơn anh Thành. Rất là cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi đến giờ phút này. Và các bạn biết đấy là đến bây giờ thì chúng ta vẫn chưa được tiết lộ là chủ nhân của căn biệt thự này là ai. Thì các bạn hãy đoán thử xem, comment xuống phía dưới và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau ở trong phần 2. Đích thân gia chủ sẽ dẫn chúng ta sẽ cùng khám phá thêm những không gian mà hôm nay chưa được khám phá cùng nhau nữa. Và tôi tin chắc rằng đấy cũng sẽ là một số thực sự cực kỳ hấp dẫn. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.